Hi, xin chào anh em đã quay trở lại với channel T Game. Ok, anh em chúng ta lại gặp nhau ở con mua lục địa Loren nè. Xin chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ luôn đến với anh em nha. Ok anh em, hôm nay thì mình sẽ có một video mà mình sẽ hướng dẫn những anh em nào đang chơi cái nhân vật MG ha. Làm sao mà chúng ta có thể cộng nó chơi được tất cả các đường, cũng như là đi trai, BK hay là săn boss hay là đường sức mạnh hay là đường phép đồ này nọ các kiểu này mà. Con MG nó rất là hay ở chỗ đó ha. Nó có rất nhiều đường. Ok. Và trước khi vào video chính thì mình cũng giới thiệu luôn cái đại lý Su ADNX Dũng Đoàn ha. Đây là phần thông tin mình sẽ để dưới phần mô tả như là phần giới thiệu dưới video. Anh em có thể nhìn sơ qua về cái bảng giá nạp ở bên đại lý Dũng Đoàn ha. Đây là đại lý chính thức bên game nha anh em, nên anh em yên tâm ha. Nếu anh em nào chơi mà hệ nạp mà nạp thường xuyên thì mình nghĩ là nên nạp qua đại lý để mà được chiết khấu nó rẻ hơn, và nếu mà về kinh tế thì mình chơi lâu dài thì nó tiết kiệm cũng được một mớ này mà, đúng rồi. Rất là nhiều ha. Ok. Rồi, quay trở lại với con game. Thì như anh em đã biết á, nhân vật MG nó cũng giống như là một trong những thành quả tắt lửa tối đèn của nhân vật DK với lại nhân vật pháp sư này mà. Giống như hai con nó lấy dầu ăn ra cuối cùng ra con MG. Con Magit mình nói hơi hơi bậy bạ tí, nhưng mà thực sự nó là một dòng lai giữa con DK và con MG. Nó thành ra nó sở hữu những cái kỹ năng cũng như là những cái thứ mà của riêng nó rất là bá đạo. Đấy, cái bên có con MG này anh em. Ngoài cái vẻ ngoài tóc tai đầu này nọ, vuốt vuốt keo, tóc đỏ đầu các kiểu thời trang ha. Đấy, thì con MG nó còn có cái kiểu là nó không có cái nón. Nên nó mất đi khả năng phòng thủ ở từ cái nón đó. Ok, mất một tí thôi chứ nó không có gọi là quan trọng quá ha. Nhưng mà con MG á thì nó được cái là nó chơi vừa chơi hệ sức mạnh được mà vừa hệ chơi hệ phép được. Nó có thể có nhiều đường để mà cộng, nó rất là hay anh em ạ. Ok. Và hôm nay thì mình cũng có một cái bài viết về bên con MG này, cách cộng điểm đó, làm sao mà để mà chúng ta có thể tối ưu được, chúng ta thích chơi kiểu gì cũng có hết. Ok anh em. Rồi. Đầu tiên thì mình sẽ nói về con MG, con Magit. Con Magit là theo kiểu trường phái sức mạnh, là có nghĩa nó giống như con DK ha. Nó giống như con DK là anh em sẽ chơi cộng giống như y chang như DK luôn. Đấy. Sức mạnh nè. Sức mạnh thì anh em cộng từ 5k, 10k tới 15k. Cái này tùy theo bon của anh em hiện tại đang có ha. Ví dụ anh em đang có số bon nhỏ thì anh em cộng từ 5k thôi. Đấy. Còn nếu mà sau này anh em reset to rồi thì bắt đầu vô 10k, 15k là bình thường ha. Ok. NE tối thiểu, NE là năng lượng này mà. À, tối thiểu mà có thể dùng được thôi. Ok. Còn VIP 5 đến 10k. VIP 5 10k tương đối là cũng khá cao ha, là cái máu anh em ạ. Là máu á, cái thể lực á, đấy, thể lực anh em có thể cho vô 5k đến 10k. Cái này tùy vào số bon của anh em hiện tại đang có ha. Nếu mà tính theo số bon này là tầm khoảng chừng cỡ 30 mấy ngàn rồi anh em à, 30 mấy ngàn á thì mới chia theo kiểu này ha. Ok. Đó. Còn cái điểm AGG là cái điểm mà nhanh nhẹn á, anh em sẽ dồn khá nhiều vào đây, đấy. Tất cả dồn lại vào đây nè, đấy. Cái điểm AGG. Kêu chủ đạo của dòng này là kêu xây kiếm. Khi tham gia BK thì dùng chém lửa, kêu sức mạnh cú chém. Với kêu MG tăng STG là sức mạnh á, không cần nhiều lắm, không cần nhiều lắm đâu. Chúng ta nên cộng vào AGG giúp tăng tỷ lệ, AGG là nhanh nhẹn nha anh em. Giúp tăng tỷ lệ tấn công né tránh và tốc độ tấn công chính xác. Vít cũng không cần, vít là máu anh em mà, cũng không cần là thể lực đấy. Không cần nhiều ha, chủ yếu là áp sát tấn công và kết thúc mục tiêu. Ok. Theo cái kiểu mà trường phái sức mạnh á thì con MG thì anh em có thể để thấy được ha. Nó sẽ ưu tiên vào cái thằng sức mạnh. Thằng sức mạnh có thể là ít hơn cái thằng nhanh nhẹn nha anh em, có thể ít hơn cái thằng nhanh nhẹn luôn ha. Ok, thằng nhanh nhẹn nó sẽ nhiều hơn cái thằng sức mạnh luôn cũng được. Hoặc là hai thằng 5 năm nhau cũng được. Còn cái vấn đề mà bên mana với lại vít á. Mana thì phép á, thì chỉ cần chúng ta tăng tối thiểu để có thể dùng được rồi. Còn máu thì nếu mà muốn BK rồi này nọ các kiểu á, thì anh em có thể dồn tí vào nó cũng tương đối nhiều ha, cũng tương đối thôi. Đấy. Anh em có nhiều cách cộng đó, nhưng mà anh em cứ cộng tới cộng lui rồi anh em sẽ biết được à, cách nào nó hợp lý hợp lý. Nhưng mà hiện tại thì những cái giai đoạn đầu này thì mình nghĩ là vấn đề mà đi BK này nọ các kiểu thì cũng chưa cần thiết đâu ha. Cái dòng này là cái dòng sức mạnh giống như con DK ha, là con MG. Đấy, con MG nó sẽ giống như con DK. Ok, tiếp theo là con MG phép anh em à. MG phép, cái sức mạnh tối thiểu đủ mặc đồ ha, là cái sức mạnh của nó tối thiểu để có thể mặc được đồ thôi. AGG là nhanh nhẹn này, nhanh nhẹn thì từ 2k, 4k, 6k, 8k, 13k.
là tùy theo số bon của anh em hiện có ha. Ok, NE là năng lượng, anh em cứ dồn hết vào đây. Ok, máu thì cũng từ 5 đến 10k để mà cho nó có thể trụ được ha. Chủ yếu là cái năng lượng này mà, chủ yếu là năng lượng ha, chủ yếu là năng lượng với lại nhanh nhẹn. Ok, năng lượng chúng ta ưu tiên nhiều hơn. Tiếp sau đó là tới nhanh nhẹn và tới máu, thể lực, sau đó mới là tới sức mạnh ha. Ok, đó là con MG phép. Con MG phép á, thì chủ yếu nó dùng skill của debut nên nên năng lượng càng nhiều càng tốt, giúp xả kêu thoải mái và đam to. Ok, skill chính của con MG phép là kiếm lửa. Ok, MG phép chủ yếu dùng trong cày set chứ BK ít người chơi, bởi MG phép không có kỹ năng nào thật sự độc mạng nhanh. Ok rồi, coi như là con MG phép nó chỉ là phụ thuộc vào vấn đề đi chai thôi này mà, giống như khứa này đây đấy, đang đi chai thôi, nhưng mà hiện tại nó học cái tuyệt chiêu quay rồng quay hiệu quả hơn là cái tuyệt chiêu chém lửa chứ, đúng không, kiếm lửa chứ. Con MG nó chơi hệ phép thì nó chơi nó quẩy rồng hợp lý hơn ở đây mà, đúng không, nó sẽ cái độ lan nó đánh lan nó to hơn chứ, và nó giết quái là cũng nhanh nữa. Ok rồi, như vậy thì anh em có thể biết rồi, sơ qua về con MG phép ha, thì đa số là chúng ta sẽ cộng dồn vào cái năng lượng nó nhiều, kế tiếp theo chúng ta sẽ cộng cho nó một ít nhanh nhẹn, không phải một ít nữa mà nói chung là cũng tương đối là phải ngon lành anh em, mà cái vấn đề nhanh nhẹn phải tương đối ngon lành đấy. Còn cái máu thì đủ thôi, nói chung là đủ thôi anh em, mà đủ để mà không chết bị quái cắn chết thôi, tại mà đi chai mà, đa số đi chai mà đây, nên cũng không cần đưa dòng máu nhiều ha. Ok rồi, còn sức mạnh thì chúng ta chỉ cần tăng tối thiểu mặc đồ thôi. Ok rồi, tiếp theo là con MG để mà đi chai nè, tính ra con MG phép này cũng là đi chai được rồi anh em, mà là đi chai quái được rồi, theo mình nghĩ là cũng như vậy, đi chai quái cũng hợp lý rồi, chứ còn mà nếu mà đi BK thì cũng không ổn lắm ha. Nếu tính theo kiểu này, nếu mà anh em muốn đi BK là anh em phải vô cái phần máu này nè, cho con MG phép á, nếu chơi phép á nha, là phải vô cái phần máu này nhiều, nếu đi BK nha, nếu đi BK thì anh em cứ cự ly ra ha, thì tương đối là phải vô máu cũng tương đối để cho trụ được đấy. Đấy, chứ còn nếu mà không có máu thì cũng hơi căng, còn đi chơi quái thì khỏi cần ha, khỏi cần vô cái máu này, chúng ta có thể dồn qua bên năng lượng và nhanh nhẹn ha. Ok rồi, con MG mà đi chai nè, đi chai quái nè, đối với MG đi chai quái nên đường đi phép bởi đẹp to hơn, lên cấp nhanh hơn. Ok, STR là sức mạnh 1k nè, nhanh nhẹn thì 4 đến 8k nè, vít thì 500 đến 1k thôi, NE full điểm dồn vào đây. Ok, có nghĩa là lại tiếp tục là đi chai, đi chai thì chắc chắn là chúng ta sẽ dùng phép rồi, dùng những cái kỹ năng của con debut thì nó chắc chắn là nó sẽ hợp lý hơn là của quân DK rồi, đúng không, điều đó đều chắc chắn. Ok, và đây anh em có thể nhìn thấy ưu tiên vào năng lượng nè, khi mà đi chai anh em, khi đi chai ha, ưu tiên vào năng lượng ha, viết thì nói chung là chỉ tăng để mà trụ được quái nó không cạp chết thôi. Ok, anh em có thể cự ly được, thằng viết này không quan trọng ha, chỉ cần cộng sao cho đủ để mà nó có thể không bị quái cạp chết là được. Còn về cái phần mà nhanh nhẹn nè, nhanh nhẹn tương đối cũng phải nhiều một tí ha, nhanh nhẹn tương đối phải nhiều một tí, nhưng mà nó ít hơn cái năng lượng thôi, để mà chúng ta có thể tung kỹ năng nó nhanh nhất có thể. Ok, còn sức mạnh thì anh em cộng vào tầm có 1k là ok ha, 1k là ok rồi, còn lại chúng ta sẽ chia lại chủ yếu là cái thằng năng lượng nha anh em, kêu dùng để MG chai chủ đạo vẫn là kiếm lửa hoặc bảo điện quẩy rồng. Mà mình thấy quẩy rồng là hiệu quả nhất đúng không anh em, quẩy rồng là hiệu quả nhất. Còn cách cộng điểm MG săn boss đây, sức mạnh nè, chúng ta sẽ đưa vào sức mạnh ha, sức mạnh với lại nhanh nhẹn, hai cái này tương đồng nhau nè, sức mạnh và nhanh nhẹn hai cái này nó ngang nhau ha, viết thì từ 1k đến 2k thôi, còn NE tầm có 2k là ok ha, NE là năng lượng ở đây mà, tầm có 2k là ok. Như vậy là nếu mà muốn đi săn boss thì chúng ta ưu tiên vào sức mạnh và nhanh nhẹn, hai cái này đồng nhất nhau ha. Hoặc là anh em có thể cộng cái sức mạnh này nó nhiều hơn cũng được, sức mạnh nó lên cao thì cái đam nó lên cũng khá là to này mà, rất là to ha, rất là to. Nếu anh em đang chơi theo cái hệ mà hệ chiến á, hệ lực á, còn nếu mà hệ phép thì anh em phải cộng NE. Ok.
Còn nếu chơi hệ lực thì anh em phải cộng vô sức mạnh ha, thì nó lên đam khá là ok đấy. AGG luôn phải cao đấy, nhằm đam to, tốc độ đánh nhanh. Ok rồi, như vậy là cái AGG lúc nào cũng cao hơn cái sức mạnh nè. Ok, để đi săn boss cho anh em cũng hợp lý ha. Đúng rồi đúng rồi, hợp lý đấy. Cộng điểm MG BK solo nè, đối với kiêu hỏa diện sức mạnh 1k nè, AGG 8k, sức mạnh 1k, nhanh nhẹn 8k, vít là máu anh em à, 1k đến 2k ha. NE full điểm, ok. Còn lại tiếp tục là chúng ta sẽ tối ưu cái bao cái tuyệt chiêu như em, tùy vào tuyệt chiêu ha. Tuyệt chiêu hỏa 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 diệm nè, hỏa diệm là cái tuyệt chiêu đó nó sử dụng là năng lượng nhiều, ok. Tuyệt chiêu nó thuần nhiều bên phép rồi, nên chúng ta chỉ cần sức mạnh 1k thôi. AGG là nhanh nhẹn 8k nè, máu thì 1-2k nè, còn NE là full nè. Năng lượng là chúng ta chơi full nha anh em, full ha, full năng lượng nha. Ok, đối với kiêu chém lửa thì nó ngược lại, nó thuộc dạng giống như là giống như bên bên lực rồi, giống như con DK giống như bên lực rồi. Thì chúng ta sẽ vô cái thằng sức mạnh với thằng nhanh nhẹn 8k nè, giống như gần đơn như đồng nhất anh em à, gần đồng nhất nhau ha. Cũng có thể là thằng sức mạnh nó nhiều hơn hoặc là cái thằng nhanh nhẹn nó nhiều hơn cũng được, anh em có thể test ha, có thể test. Nhưng mà hiện tại mình cũng thấy chưa có vấn đề BK đầu này nọ cũng nhiều anh em à, cũng chưa nhiều ha. Vít thì 1-2k, còn năng lượng thì chúng ta vô tầm cái 2k đấy, vậy là ok anh em à. Rồi sau khi mà mọi thứ mình đã show ra cho anh em xem rồi á, thì mình tổng kết lại mình thấy rằng á, khi mà cái con MG này á, mà nó phát huy mạnh nhất á, về việc mà chúng ta đi chai á, thì mình nghĩ chắc chắn là phải thuần phép rồi đó, chắc chắn là phải thuần phép. Một số kỹ năng của cái con Devil nó đều được áp dụng qua bên cái con MG hết, con Magic hết ha. Còn nếu mà nói về mà để mà đi BK thì mình nghĩ á, anh em nên chơi theo qua cái hệ lực giống như con DK, thì mình nghĩ nó sẽ hay hơn này mà, nó sẽ tối ưu hơn về sau á, về sau này nha. Chứ còn lúc đầu thì ai cũng yếu như ai thôi, còn về sau á, thì chắc chắn là sẽ có sự chênh lệch nó rất là lớn này mà. Nên vì vậy mà nếu mà tối ưu thì mình nghĩ là MG nó chơi theo bên cái hệ lực á, thì nó đấm cũng thấm lâu này mà, cũng thấm lắm ha. Còn chơi phép thì chủ yếu là đi chai là hợp lý đấy. Rồi đây là cái video mà mình cũng chia sẻ đến em về cái việc mà chúng ta sẽ cộng điểm cho con MG, con Magit nó như thế nào, nó hiệu quả nhất ha. Ok, có nhiều đường lắm anh em à, nói chung là đường đi quá trời luôn. Ok, rồi thôi, mình cũng sẽ kết thúc video tại đây ha. Hẹn gặp anh em ở lại ở video tiếp theo của mình. Nếu anh em có ý kiến thì hãy để lại phần comment bên dưới, còn nếu ủng hộ mình hãy để một like, một subscribe ha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.